Rồi con này mình test ha, con này là nguyên thủy của tàu 913 chạy 50 cây số giờ trên nước nè. 2848 này nói sơ luôn, 2848 có nghĩa là cái phi của nó là 28 ly. Đó. Còn chiều dài của nó, chiều dài của cái ken này nè, cái này là 48 này. Dĩ nhiên cộng trừ gì do nó, nhưng mà nó cỡ cỡ đó, để nó đọc cái số này mình biết là cái con này nó có phù hợp trong cái chỗ mình gắn hay không. 2848 số đầu quá là cái phi đường kính của cái vỏ cái ken này, số sau là chiều dài của nó. Đó, chiều dài của nó. Rồi 3100 kV có nghĩa là cái vòng vôn vậy là nó quay được 3100 vòng. Mình đem mình nhân cho số vôn của nó, ví dụ như này 12 V đem nhân lên đó. Đây để dòng chút cho ai muốn biết thì mình coi luôn, 3100 nhân cho 12 V là bằng 37.200 dòng một phút, tức là cái tua này số càng lớn thì càng lớn. Còn cái này tại sao tính ra kV mấy bạn nghiên cứu ha, khi nó quay nó sinh ra vôn gì đó. Từ 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 rồi bây giờ mình test thử này này, nó lại đây là cái công cụ để đo tua, thì nó vô này nó gặp miếng phản quang nó ngược lại này, tốc độ rất 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 cao. Cái này đo đo quá rồi, giờ mình quay thử nha. Quay maximum này là 10 khoảng 18 18 19 quá à. Rồi có khi này mắng vô rồi được nhiêu đây, cụ thể như vậy nó đồng hồ bốc khói nha. Nè lại nè, ba mươi bảy ngàn bốn trăm, 37.400 à, coi như 37.400 hơn đi. Rồi 37.400 chia liền 37.400 còn hơn chút xíu, chia cho 12 V nè, bằng 3.100 đó, 3.100 để motor 3.100 kV, 3.100 được chưa? Đó. Những cái motor tốt đó thì lúc thường thường nó đúng. Okay. Rồi, cái này mình bán, hai cái này mình rao bán nè. Ai quan tâm chịu khó coi máy bot mình gửi không? Không bao gồm nha, này không bao gồm. Motor này là 2848 3100 kV. Motor này là 3653 ha, 3653 nãy này nãy báo nhiêu 3400. 3400 kV này 3100 ha. Hai cái này là dùng để đua tàu cũng được, xe cũng được. Cái này tốc độ thì cao rồi. Rồi, rao bán này ai quan tâm để ý giùm.